Chào các bạn. Theo đông y từ ngàn xưa thì các loại thuốc bắc, thuốc nam, rễ cây hay lá cây đều là những bài thuốc rất tốt cho sức khỏe của chúng ta. Nếu như trước kia, để sắc thuốc người ta thường dùng ấm bằng đất nung để đun trên bếp củi, bếp than hay bếp ga, thì ở thời điểm hiện tại có một giải pháp sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn nhiều đó, chính là sử dụng các ấm sắc thuốc bằng điện. Vậy làm thế nào để chọn được một ấm sắc thuốc bằng điện tốt? Hãy cùng mua online giá tốt tìm hiểu những tiêu chí dưới đây nhé. 1. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng ấm sắc thuốc. Trước khi mua bất kỳ sản phẩm nào, thì chắc chắn bạn phải cân nhắc nhu cầu sử dụng của bản thân, cũng như gia đình mình để tránh lãng phí khi sử dụng. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại ấm đun thuốc điện khác nhau để bạn lựa chọn, mỗi loại sẽ có những ưu điểm và thiết kế khác nhau. Lựa chọn sản phẩm hợp lý sẽ giúp bạn tiết kiệm được khoản chi phí lớn, mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng của gia đình. Nếu nhu cầu sử dụng không cao, thì nên hạn chế lựa chọn những sản phẩm đắt tiền sẽ gây lãng phí. 2. Dung tích của siêu sắc thuốc điện. Với mỗi nhu cầu sử dụng khác nhau thì bạn sẽ lựa chọn ấm sắc thuốc điện phù hợp. Các dung tích ấm phổ biến hiện nay trong khoảng từ 2 đến 6 lít, nhưng bạn chỉ cần sử dụng ấm có dung tích từ 3 đến 4 lít là hợp lý nhất. Điều này không chỉ tránh lãng phí khi sử dụng mà còn giúp nước thuốc hiệu quả nhất. Dung tích ấm hợp lý cũng giúp bạn tiết kiệm một khoản chi phí lớn khi sử dụng, tiết kiệm điện năng. 3. Thiết kế và kiểu dáng đẹp, bắt mắt. Hầu hết các ấm sắc thuốc bắc được bán hiện nay trên thị trường đều có thiết kế tương tự nhau, nếu khác chỉ là khác ở họa tiết trang trí và chất liệu của ấm. Nhờ đó khách hàng có thể lựa chọn được rất nhiều mẫu ấm khác nhau theo sở thích của mình. Bạn nên lựa chọn những loại ấm có thiết kế hiện đại, tiện nghi và linh hoạt để sử dụng dễ dàng hơn. 4. Giá ấm sắc thuốc bằng điện hiện nay bao nhiêu? Giá ấm sắc thuốc bắc bằng điện hiện nay rất đa dạng, tùy thuộc loại ấm đó thuộc thương hiệu nào, chất lượng ra sao. Các sản phẩm có giá dao động trong khoảng từ 150.000 đến 3 triệu đồng. Thông thường người tiêu dùng sẽ ưa chuộng sử dụng các sản phẩm ở mức giá tầm trung từ 300.000 đến 500.000 đồng. Các sản phẩm này đã được thiết kế đầy đủ các tính năng tiện ích, cũng như có vẻ ngoài vô cùng đẹp mắt, hấp dẫn. Ngoài ra mức giá này cũng phù hợp với thu nhập của phần lớn người tiêu dùng Việt. 5. Các bộ phận làm từ chất liệu an toàn bền bỉ. Ấm sắc thuốc điện hiện nay được làm bằng rất nhiều các chất liệu khác nhau. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn và có độ bền cao nhất trong quá trình sử dụng, thì bạn nên chọn những ấm được làm bằng gốm sứ Bát Tràng, inox 304 hoặc nhôm cao cấp. Những chất liệu này không chỉ có độ bền cao, mà còn đặc biệt an toàn với người sử dụng. Các loại ấm được làm bằng chất liệu tốt cũng có khả năng truyền nhiệt và giữ nhiệt tốt giúp nước thuốc bên trong luôn có độ ấm tốt nhất. 6. Các tính năng hỗ trợ và chế độ đi kèm. Hai chức năng chính thường thấy của các ấm điện là chế độ nấu chậm và chế độ nấu nhanh. Bên cạnh đó cũng cần kể đến các chế độ linh hoạt khác như đèn báo khi nước sôi, chế độ hẹn giờ thông minh, linh hoạt, ngắt điện tự động khi ấm gặp vấn đề hoặc quá tải điện, chế độ giữ ấm. Thông thường, với mỗi 2 tiếng bạn sẽ đun được một ấm thuốc nhưng với những sản phẩm chất lượng cao, thì bạn có thể chủ động hơn trong việc đun thuốc đó là thiết lập thời gian đun. Việc này đặc biệt hữu ích với những người bận rộn, không có thời gian. 7. Ấm sắc thuốc có công suất bao nhiêu là phù hợp? Mức công suất đun của ấm sắc thuốc bằng điện phù hợp nhất mà bạn nên lựa chọn sử dụng là 350-450W. Với mức nhiệt này bạn có thể đun nước thuốc trong thời gian ngắn, hiệu quả và tiết kiệm điện năng. Những mức công suất thấp hơn hoặc cao hơn không chỉ không đem lại hiệu quả, mà còn khiến bạn tiêu tốn điện năng quá mức. 8. Thương hiệu, xuất xứ rõ ràng. Thị trường ấm sắc thuốc điện hiện nay rất đa dạng, chính vì thế mua được một sản phẩm chính hãng, chất lượng không phải là điều dễ dàng. Bạn nên mua ấm điện sắc thuốc được sản xuất tại Việt Nam, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc. Ngoài ra cũng nên kiểm tra bên ngoài sản phẩm xem có bị chảy xước hay nứt vỡ không nhé. 9. Mua siêu sắc thuốc điện tốt ở đâu? Bạn có thể mua ấm sắc thuốc điện ở bất kỳ điểm bán nào. Tuy nhiên mua được loại ấm tốt lớn, bạn cũng có thể đặt online trên một số sàn to như Sendo, Lazada, Shopee. Giá ấm trên các sàn này vừa hợp lý, vừa nhiều khuyến mãi hấp dẫn. Vừa rồi là những tiêu chí cần biết trước khi mua ấm sắc thuốc bắc bằng điện. Mong rằng các review phía trên sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm phù hợp nhất. Link sản phẩm mình để sẵn dưới phần mô tả để các bạn tham khảo. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.